ăn đâu, em không có ăn gì hết. Không, mỗi cuốn đó không ăn được. Với lại người mệt ăn bao cái bún vô nó công. Chị đâu có mặt gì đâu, khi mặt nó bên chị có bụng thôi à. Em cũng vậy nè, em có bụng không à. Em chưa đi tập thể dục bao giờ nên em không biết nữa. Nếu nói mẹ kêu hỏi tao nếu như không tập thì cũng đi rồi không giấu là kêu cũng giao khỏe nữa. Giờ cá không? Giờ cá mẹ kêu đây nè. Em nghĩ chắc không quá. Tại vì bệnh rồi không có đi đâu. Anh Phong vô không có thành hỏi thăm một tiếng nào luôn. Cũng cũng già rồi coi có hỏi thăm gì không, ai ngày cũng yêu ghê quá. Tới rồi.
Nghe trả là bà cũng lên máy không? Bà cho nó trả.